Xin kính chào quý vị và các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây, Tăng Alex sẽ quay đoạn 1 trích đoạn bài chòi do Đệ Nhất Kéo biểu diễn. Mong các bạn đón xem. Sao nàng thấy ở đây ấp cung điện
ngái vàng thế nào? Ôi, đẹp, sang, đẹp quá, sang quá ngái xưa ơi. Nàng có thích không? Thích, tâm lắm chứ. Ôi, ôi đúng là cung vàng điện ngầu. Ai đi đường, ai đi đường, ai đi đường.